Hello mọi người, hôm nay thì mình sẽ làm về khẩu Deathlysion. Mỗi khẩu súng nằm trong cái set súng dành cho giải đấu. Nó được mod lại skin từ khẩu Demon Beast nên nó không thay đổi cái thuộc tính gì hết. Chúng ta vẫn bắn như là khẩu Demon Beast thôi. Ui, tuy nhiên mới vào đã ăn ngay một vả của chị Cương Thi. Ây da, thiệt là khổ. Té rồi, té đi bạn ơi. Cương Thi đông quá. Dạo này Cương Thi hơi bị hung hãn đấy. Đấy, mới nhắc thôi. Cương Thi với lại y tá nó nhảy ngay vào mồm. Vâng, ăn đi cho hết. Ôi, cái gì này? Tôi là ai? Tôi ở đâu và tôi đang làm gì? Đây rồi, thiên nhiên vẫn tỉnh. Vâng, bây giờ bạn nhận ra thì nó cũng đã muộn rồi. Nhưng đây là con khác. Con lúc nãy cầm cái lưỡi hái tử thần cơ. Anh em hay gọi đó là liềm tử thần. Nhưng mình thì gọi nó là liềm cắt lúa. Đây bạn ơi, mình ở đây. Follow me. Lại đây. Chắc phải biến hero thôi. Tại vì không biến hero thì tụi nó ngáo lắm. Nó không biết mình ở đâu. Khổ lắm cơ. Cái gì? Ôi, Mình đã nói nhầm bọn này rồi. Nó hay lắm. Chưa gì mới thốt lên cái câu đấy. Đúng là 1 đến 2 giây thôi. Ý rằng cái con gì đấy, cái con có bút cây chát, nó đi ngay vào mồm. Vâng, ăn không hết, thế là phải chạy chạy thôi. Làm gì mà căng vậy? Chặn đầu à? Nghĩ gì? Ô, chặn đầu ấy. Vâng, chuẩn bị clear team. Rồi, thơm thế. Vâng, các bác cứ bơi vào đây, em kiếm XQ nào. Hôm nay mình sẽ nhặt hòm mà đua top các kiểu. Nên cứ hero như thế này thì phê phải biết. Lên đây hồi máu này. Chạy đâu rồi? Lượn đi đâu? Lượn đi đâu? Rồi còn thì như là còn y tá. Đâu rồi? À Cương Thi vẫn còn. Ô vòng này nhiều Cương Thi nhở? May quá. Đúng trận clear team. Phê phết. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục nào. Có thanh niên chat có phải là NT không? Vâng, mình sẽ không chat lên cái gì hết. Im lặng và chơi thôi. Chat lên làm cái gì cho mệt người. Đôi khi mình chat lên là nó gây sự ở sóng gió. Á đồ. Hay lắm. Hay lắm đêm à. Vâng, không sao, mình hôm nay mình chơi chế độ nghĩ gì? Còn thằng này nữa, chơi thử. Mày cover này. Thôi xong rồi. Bom à. Rồi. Ui, anh em đâu, đừng cover nào. À, nó bị mất giáp thôi. Ok, I'm fine. Bạn còn cái cuối. Để mình lấy nốt luôn nha. Thằng này, từ từ thôi. Để mình lấy nốt cái giáp của thằng này. Ê chứ nhầm. Cho nó ra nhập team zombie luôn. Cho nó chất. Vâng, chạy đường nào. Thách bố mới chạy đường nào ấy. À, bọn tên bàn thờ hơi bị đông ấy. Được. Vâng, nó chuyển từ thùng hàng qua bàn thờ. Một phong cách rất là kỳ thị. Tụi mày đứng trên đấy hơi bị mọc rễ rồi đấy. Cút cút giá để bố mày thể hiện. Trời ơi. Mày ven nớt đấy. Chứ nhầm Sonoko chứ nhầm. Còn hai thằng hero vẫn nhây nhây đứng trong đấy. Mình sẽ hồi đầy máu và vào hiếp từng thằng một. Đừng nói là xuống cả hai nhá. Đó ông phố. Xuống cả hai này. Rồi một bé. Thằng tiếp theo. Bơi hết vào đây. Úi ôi, ấn nhầm nút. Sao lại cứ ấn nhầm nút thế này. Thật là hư cấu. Vâng, đơn giản một đốt nhạc thôi. Không cần dài dòng. Chúng ta sẽ tiếp tục với khẩu Demon Beast này. Cố gắng kiếm vài cận chiến nữa. Ôi, sao này dạo này nhảy bắc cua nó xàm xàm nhở. Vâng, không sao. Ôi, đèn thế. Vâng, bạn ZF Mobi. Đèn thế. Khổ cho bạn rồi. Khổ cho bạn rồi. Trận này hơi bị ít zombie rồi. Thế này ai chơi? Vâng, bơi hết vào đây để mình cận chiến nào.
xét cái cận chiến. Và nó cũng cứ như khẩu đi bọn mít thôi, nó không khác gì. Á à, đù thì nhìn khôn. Này thì khôn. Quái cả nồi. Tín vòng ra sau lưng để cận chiến cơ. Nhưng thì nhìn cứ xoay cái mặt theo. Khá là chất. Tơ này, trời ơi, yêu lắm. Yêu lắm cơ. Đi vào đây, một dã thôi. Không cần nhiều. Bọn kia Thẩm Du hơi bị kinh nhá. Xuống bớt đi bạn ẻ, do bay đã ít rồi. Cứ đứng trên đấy một lũ. Rồi, lại đây, lại đây. Đấy. Ấy. Thích không? Mê chưa? Trời ơi, chết, chết trên cao luôn. Chết như thế nó mới chất anh em ạ. Chết nó bình thường quá thì nó quá bình thường rồi. Bình tĩnh nào. Làm gì mà căng vậy? Ơ, sao kìa? Tuy nhiên không biết. Vâng, may pha đấy anh em cover chứ không lại chết rồi. Không thể cận chiến được. Con này bắn vừa vừa thôi. Bắn gì kinh đấy. Vâng, khẩu USP nó vẫn cái được hàng. Con này đúng là chơi dã man thật. Thẩm Du chơi khẩu gì cũng dã man. Rồi, ấn nhầm nút. Cứ lao vào đi, lao vào đi. Ôi, bọn xung quanh nó cứ phải gọi là bút kiếm ẩm ấm ý. Chúng ta có thể cái hết được hàng bằng cận chiến. Có đúng một con thôi mà xoắn hết cả lên. Không thể được rồi, khó quá. Quái nó kiểu như là cố gắng không cho con này chết ý. Sau kia. Ôi, một mả người nó đi sau lưng thì không để ý. Chán thế, tự nhiên cứ đâm đâm đằng trước. Rồi đằng sau nó không để ý, thế là bị chém chùa. Rồi mốc đít các kiểu. Vâng, những thanh niên thông đít đã được thể hiện trong cái round đấu này. Nhưng mà Thẩm Du tới cuối trận mới lao xuống. Thằng Zumbai này cũng ngáo anh em ạ. Nó đi một mả ngay phía sau không cào. Nó cứ nhè cái mặt mình thôi. Chắc là nó thấy cái khẩu súng mới nó thèm thuồng ấy. Nó muốn thịt mình. Vâng, mày vai. Đúng là một trận làm Zumbai được rồi. Cho nhiều quá ấy, em sợ. Ơ, nấp cái gì đấy bạn ơi? Nấp cái gì? Cầm tơ mà nấp như thế này thì ai chơi? Úi dồi, úi dồi, ghê đấy. Nhìn vẫn nhảy các kiểu. Đâu rồi? Úi dồi. Sao thì cương thi này nhảy thế kia, không cào được thằng nào. À rồi, ok. Đã chính thức clear được cái khu vực thùng hàng. Chúng ta sẽ đến với khu vực bàn thờ nào. Bàn thờ vẫn rất là đông những thanh niên Thẩm Du. Rồi. Rồi. Ơ. Cái hàng xa vậy. Đứng trên thùng hàng nó vẫn cái được. Kinh. Khó hiểu nhở. Bọn này tay dài cực ý. Đúng với vô. UFP này nó cũng cái được hàng này. À, gì đây? Chơi bom ký sinh à? Ok, I'm fine. Đấy, thanh lọc cơ thể thôi, đơn giản. Một nốt nhạc. Ê, mày chạy đâu ở con lợn này? Sau lưng bạn ơi, sau lưng. Ôi. Này đi, sau lưng, ôi, 2000 dam. Thật là VL. Vâng, một cái mức dam không thể chấp nhận được. Rồi, đây đây đây. Rồi. Đồng lắm nhưng bị cận chiến hết rồi. Ê, tự nhiên cận chiến. Cận chiến con AFK nó mới ghê anh em ạ. Mày ô, hư cấu. Ôi ôi. Cạn lời. Vâng, đúng cái pha giảm thật ấy chứ. Nó nhảy ngay vào mồm ý, tự dưng nó thụt lại. Cày. Không sao. Cần cái thằng hero này là xong. Ôi. Bắn đúng 2 phát thì còn đúng 860 tiết. Thế này chơi cái gì? Đánh đấm cái gì bây giờ? Anh em lên thùng hàng hiếp nó đi ạ. Mình đứng theo làm màu thôi. Top 1 nó đơn giản nhỉ. Đừng để nó sóng bạn ấy. Ôi, không được rồi.
Nhảy cái gì này? Xàm thế. Vâng, nó vẫn thoát. Đúng là tai hại khi mà cận chiến thằng tơ. Và nó thoát đúng hai thằng luôn. Chất. May mà chưa cận chiến ba thằng, nó thoát đúng ba thằng thì cái trận cuối nó không còn gì để mà bắn. Có người vào lại, hay lắm. Rồi đúng trận cuối vẫn có người vào. Game sắp xếp thật là VL. Rồi. Đúng cái thằng vào mà làm tơ nữa thì nó thoát ngay. Không may vãi. Gặp đúng thanh niên chơi thử. Này thì bay nhảy các kiểu này. Tụi tao đúng là một mả người luôn. Cái thằng zoom no thì nó đi núp rồi. Còn đúng thằng tơ. Rồi tế rồi. Thằng kia đúng là không ai cover. Chết chưa? Ơ sao ai cover cho nó thế? Để đâu đông zombie bắn vui nào. Chơi có một con zombie bán hình cho nó không vui anh em ạ. Vâng, nhặt hòm thôi. M249 Phoenix. Tuyệt vời. À, thức tỉnh à bạn ấy. Thiện tập chơi. Vâng, chơi thử với lại tập chơi thì nó không khác nhau nhiều. Đây rồi. Hết y tá lại cương thi. Úi dồi, mất cái giáp. Mất cây giáp. Ăn ngay một cận chiến. Vâng. À, bom đã tính sao. Ôi, cover như cái mắm vậy. Cầm lục cover thì đến mùa mùa quýt mới thanh lọc được cơ thể. Khốn nạn thật. Cố lên clear nốt thằng này là xong. Ôi, bình tĩnh nào. Trời đất. Ôi, phòng nãy do bay còn cận chiến nữa. Vâng, thằng tơ nó bất lực rồi anh em ạ. Chúng ta phải cổ vũ nó. Để cho mình sẽ kết thúc clip tại đây rồi. À, rồi. Anh em đâu cận chiến thôi. Hết giờ rồi, bắn cái gì nữa. Bây giờ không đua top được với mình đâu. Giờ này còn đua top này. Bắn xây các kiểu này. Vâng, top 1 thì nó đã ấn. À đủ. Vẫn cào thêm được một thằng. Vẫn cào. Ô, đi lùi. Đâu xanh toàn gặp mấy thằng đi lùi à. Khốn nạn thật. Chơi mất hết. Toàn đi lùi. Mày đi lùi này. Lại đây. Ôi, không cận chiến được. Mất dạy. Vâng, mình sẽ kết thúc clip tại đây. Các bạn xem thấy hay thì đừng quên like và subscribe kênh hộ mình nhá. À, bye bye các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye.